Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với một cái gọi là map của Minecraft. Có một bạn gửi cho mình kêu là anh ơi chơi cái này hay lắm. Thì bạn nào gửi cho mình cái nào thì cũng nói là anh ơi chơi cái này hay lắm. Nhưng mà mình thấy cái này có vẻ hay thật. Cái map mà có tên là 30 cách để chết. Và ok, để biết được 30 cách chết như thế nào thì chúng ta cùng bắt đầu vào và xem cách để chết như nào. Mình vừa tải map này về á, 30 cách để chết, nhưng mình không biết là phải chơi như thế nào ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào để chết để... Tại sao chúng ta phải tìm cách để chết nhỉ? Mình không hiểu lắm. Thay vì chúng ta sinh tồn thì chúng ta hãy cách để mà chết đi. Ui, mới vào nó hơi lag, đợi load map rồi. Đang load. Đây có xương à? Mình là gà, không phải chó. Ok, cho nên không không cần phải xương. Và hôm nay mình quay facecam. Các bạn có thể thấy nhìn thấy cái mặt của mình. Ok. Và nếu các bạn thích thì các bạn đừng quên like và share nhé, để mình có thể quay facecam đều đặn hơn. Ấn vào đây để bắt đầu này, mình phải đọc luật trước chứ nhỉ. Có bay lên không? 30 cách để chết này. Không nhìn rõ gì hết đấy. Mình có thể chỉnh cái gì để nhìn rõ không hơn không nhỉ? Cẩn thận ấn nhầm map mấy kia chết đấy. Mình có thể chỉnh tầm nhìn để nhìn cho rõ hơn hay là cái gì? Chỉnh cái trăng trăng gì đấy. Cây đặt hình ảnh đúng không? Chỉnh tầm nhìn cao hơn. Vẫn không thấy gì à? Để mình lên mình đọc luật chơi nào. Map này bởi viết bởi thằng thằng 11 What the fuck. Những group dev mới này thì cái này được viết bởi Z49, thằng này chơi liên minh chắc luôn, để chế độ là dễ hoặc từ dễ đến khó à. Đấy, như kiểu là thông báo về cái lỗi hay là cái gì nhiệm vụ gì của cái map ấy, không được chơi hai người. Đấy, map này chỉ chơi như một người thôi sao đấy. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình vào nhá, bắt đầu nhá. Còn cái gì nữa không? Làm mấy cục xương à? Cho xương đây, toàn xương người thôi ông ơi, lấy xương luôn. Không biết có gọi là phá map nhỉ, lấy mấy cái này gọi phá map được. Cấp 1 là rơi để chết à? À, đây là một cái thể loại gọi là giải đố, bạn hiểu không? Giải đố có nghĩa là chúng ta phải tìm cách để chúng ta chết. Muốn chết cũng mệt lắm chứ đâu phải thích là chết đâu, bạn thấy không? Thì giải đố rơi để chết, cái này ấn vào đây rơi để chết. Thì chắc là nếu mà mình nhớ không, mình nghĩ không nhầm ấy thì cứ trèo lên đây đấy, có 5 cái này đúng không? Sao có mấy cái nào, không sao đấy, chúng ta cứ rơi vậy, rơi tự do vậy. À, cái này hồi máu nhanh lắm. Để tránh tình trạng hồi máu nhanh thì chúng ta sẽ để chế độ khó đấy, khó cho lâu hồi máu ấy mà. Khó sao nó nổi máu nhanh ấy nhỉ? Khó rồi, thế này bao giờ mới chết? 30 lần chết khó này thì bao giờ mới xong đây? Rồi bắt đầu mất một giọt đấy, hình như là đói và là nó không hồi máu nữa. Đi nhanh, nhanh đói là không hồi máu nữa. Nếu nó hồi, lẽ ra không đầu mình không cần phải nhảy về đâu, mình chạy một vòng ấy, bởi vì để chế độ khó ấy, nó rất là gọi là nhanh đói đấy, đói chết luôn, cho đói chết luôn, khỏi phải phai đo rồi rơi trên cao rơi xuống mệt mỏi ghê luôn. Sao nó sắp chết rồi đấy, còn có 2 giọt rưỡi. Chết cái này chết 30 lần mà nó lâu thế này, không biết là bao tiếng mấy tiếng mới xong đây. Rồi vĩnh biệt, thế là mình đã qua được cái mức thứ nhất nhá. Đây là thuộc thể loại giải đố rồi. Ok, cấp 2 là chết vì nước, mình hiểu đấy. Bây giờ mình phải gọi là phải làm như nào để chết bây giờ nhỉ? Mình phải gọi là để suy nghĩ nào. Ôi, mình hiểu rồi, mình sẽ xây xung quanh đây vậy. Đây sao mình phải xây xung quanh nhiều này, lẽ ra chỉ cần xây một chỗ này thôi đấy. Nếu mình nhớ không nhầm thì cứ xây này, sau đó đổ nước xuống, sau đó tự nhảy xuống tự chìm. Tuyệt cụ nó vời, à tuyệt tuyệt mợ nó vời. Rồi sau đó là đúng không nhỉ? Nếu mà có gì, nếu mà sai luật đấy thì anh em thông cảm nhé, bởi vì mình nghĩ đây là cái cách tốt nhất để mình có thể chết. Ok, bởi vì nó ghi là chết vì nước thì chắc là sử dụng nước cái kiểu này là hợp lý nhất rồi, mỡ rồi. Đấy, đấy, chuẩn, con, ngựa, nó, rồi, anh em ơi.
Ok, lâu lắm mới quay facecam mà. Ui, lava rơi à? Lava rơi, what the fuck? À, rơi xuống lava à? Yêu ơi, nhìn ghê vãi nồi á. Lava chỗ nào ta? Nhảy xuống lava. Sai à? Rơi xuống lava. À, mình phải cố gắng đi xuống mấy cái chỗ này này. À, không được chạm với cái kia. Ok kìa. Không được chạm vào, không được rơi vào mấy cái này nè. Mà mình chỗ điếu nào cũng có cái này mà. Thế điếu nào? Chỗ nào không có này. Chỗ này chuẩn mỡ nó mực cơ. Ui, cái lỗ bé tí vãi nồi, hình như là bên đây. Chỗ nào nhỉ? Đây thì phải. Ơ kìa. Nhục cái mặt. Chỗ nào nhỉ? À, ngoài kia kìa, mình đã thấy rồi, nhưng mà mình không rõ lắm. Để mình nhìn kỹ nào. Đây, chuẩn mỡ rồi anh em. Xuống. Chuẩn rồi mà. Mình chết hơi lâu anh em thông cảm nhé. Mình yêu đời vãi tự nhiên bắt mình chết. Chuẩn thế nhỉ, chỗ này mà rõ ràng nữa. Ok. Oh shit. Khó thế. Rồi. Muốn chết nó không cho chết nữa. Mày phải né qua đây này. Úi giời ơi, không cho chết kìa. Sorry. Trời, chết mà gà, chết cũng gà nữa thôi nhá. Gà sinh tồn nên lỗi mà gà. Chết cũng gà nữa. Là mình muốn chết quá rồi, cho tôi chết đi. Đậu phộng. Chết nhá. Chết nhá. Yeah. Lách qua không được ta. Cái này khó nhỉ. Này khó nhất từ 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 thử thách từ cuộc đời mình là chết nữa. Muốn chết là khó nhất cuộc đời chó gặm của mình. Muốn chết cũng khó nữa. Cho em chết cái. Nên là mình có một cách chết khác hay hơn nhiều. Đây đúng không? Chuẩn mỡ mực kia. Ô kìa. Đây mình có cách chết cực kỳ hay đó nhờ. Thôi đừng có chết kiểu đấy. Mình phải chết theo kiểu trong sạch tí. Đây chuẩn mỡ rồi đúng không? Nách quá. Lại chua tôi thì cuối cùng cũng được chết. Cấp 4 là anti gallery là what the fuck. Đây làm gì đây? Chết chưa? À cái này là quăng lên kia. Giờ sao nữa? Giờ phải làm sao? Giờ làm sao? Mọi thứ ngược lại rồi. Ô hay. Rồi giờ làm gì nữa? Anti Gavelli. Mình sẽ chạy để cho chết đói. Có thể làm như này không nhỉ? Có được tính là chết không nhỉ? What the fuck? Được cấp 5 này. Đậu phộng. Red Stone. Ôi, về phải làm một cái máy chết chóc à? Rồi bắt anh làm cái máy đó. Vãi nồi. Máy thì dễ thôi. Mấy cái này. Đấy. Bạn đã thấy chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ tên ở đây. Bảo. 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 Ui. Kìa. Chúng mày phải liên tục chứ hiểu không? Sao nó không không bắn liên tục nhỉ? Sao kỳ vậy ta? Mình tưởng nó phải bắn liên tục ấy nhỉ? Đó. Bắn đi. Bắn chết tao đi. Ủa, nó phải bắn liên tục ấy nhỉ? Thế yếu nào nó không bắn liên tục cái này? Hay là tại cái khả năng redstone của mình nó bắt đầu quá. Nó không bắn liên tục mình phải làm cái này. Sorry anh em nhé, cái khả năng mà sử dụng redstone của mình nó hơi bị cùi bắp. Thế mình này phải sử dụng cái này thôi. Hết rồi. Con ma. The fuck. Mình đập cả cái kia rồi. Đó. Đó, sắp chết rồi. Cốt sao chết bằng redstone được rồi đúng không? Đấy, chuẩn mà. Cái tập trước là mình không biết là sao chết. Cái này chết vì có bóng gì? Có bóng lửa. Hình như mình cầm mình quăng xuống đây phát. Rồi, tuyệt vời luôn. Chết sai cách rồi. Lẽ ra mình phải để cái đám phủ đây rồi nó mình thả thả cầu lửa vào. Nhưng thôi, hết cách rồi. Mình đã làm sai cho nên mình nhưng mà mình đã tìm ra cách để chết đấy. Không sao. Coi như là qua cái màn này rồi.
Nãy giờ mình fit hai phát. Đây là cái bẫy cây à? Bẫy cây là sao ta? À, mình sẽ chặt cái cây ra và chắc nó sẽ có gì ở trong đây. Kiểu gì chả thế nhỉ? Đó. Biết ngay mà chặt cái cây sẽ có gì ở trong đấy mà. Cái anvil là cái gì nhỉ? Cái re. Rồi cái re thì sao? À, nếu mình nhớ không nhầm thì mình sẽ để cái re nó rơi vào đầu mình. Cái re nó có rơi được không? Đúng không? Đúng mợ rồi. Đấy, ít ra mình cũng thông minh hơn tí rồi. Ngu ngu lâu lâu ngu ngu. Cuối cùng ngày thông minh. Sắp hư rồi kìa, hư luôn là tan nát đời trai đấy. Mình phải đặt ở chỗ cao nhất để nó rơi, đảm bảo rơi chết. Rơi chết mình thì thôi. Mình tham quá. Rồi xong. Lại với một cái chết nữa. Cái gì đấy? Cái giường, giường gì? Cái giường sida hay giường gì đấy? Cái giường địa ngục à? Hay là cái giường gì? Mình phải làm gì nhỉ? Ngày. Đây, chuyển qua đêm. Rồi ngủ cái. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Nó ghi là cái giường. À đây, nằm ác mộng mỡ rồi. Ác mộng. Giường ác mộng à? Rồi, tử vong. Lại thêm một cái chết nữa. Tuyệt vời, level 10, địa ngục. What the fuck? Cái gì đấy? Cái gì đấy? What to do? À, bây giờ mình phải gọi là làm một cái cổng địa ngục à? À, đây nó chỉ mà. Trời ơi, cái nó chỉ chưa ạ? Sorry mọi người nhá, mình đã. Mặc dù mình biết nhưng mà mình vẫn phải nhờ nó chỉ. Ra. Mình biết mà, mình biết cách để chết mà. Mà nó vẫn phải chỉ mình cách để chết. Mình chán đời quá. Đó. Đấy, bây giờ phải tự tự chết. Giải đố giải điếc. Chết thì cho em chết luôn đi. Mới vào cầm cái dao xiên em luôn đi. Bắt em phải tìm cách để chết nữa bạn thấy không? Đôi khi mà muốn chết nó đâu đơn giản đâu. Muốn chết là phải tìm cách chết được. Khó khăn lắm. Rồi bây giờ phải tìm cách để nhảy xuống lava là viết ở đây. Đúng nhỉ, ở đây có lava không? Đấy. Chết thì thiếu gì cách nhỉ. Đó. Lao thẳng vào đám lava lại. Ok. Lại được chết rồi, thỏa mãn vậy. The end, you are not finished, yes. Bây giờ mình phải tìm vào the end là phải vào the end đúng không? Chế tạo cái ngọc ender thành mắt ender. Dùng cái này à? Ủa? Phải có bột quỷ lửa mới được chứ nhờ? Ủa? Ủa? Bây giờ phải chế tạo cái này như nào? Đừng nói là dùng cái này bỏ luôn nhá. Ủa? Thôi chết ngu rồi. Ủa? Phải làm cái bột quỷ lửa ấy nhờ? Nó chỉ làm gì nhỉ? The end, you are not finished yet. Trời ơi. Bây giờ mình phải phải làm cái kia. Phải làm cái nhưng mà cái que quỷ lửa. À trời ơi, như là bỏ nó ra luôn mà. Ow. Bây giờ phải quay lại như nào nhỉ? Quay lại cái tập này, mình muốn quay lại tập này quá. Quay lại như nào? Quay lại như nào? Mình biết rồi, biết cách rồi, nghĩa là mình làm mấy cái này này. Xong rồi mình để ở đây, xong rồi đi qua chỗ của rồng Ender, rồi sau đó là để rồng Ender nó giết chết chắc luôn. Nhưng thôi, lỡ rồi. Nó không cho cách quay lại thì rất tiếc nhá. Mình đành phải tự tử cái này thôi. Mình biết cách rồi các bạn ạ. Không cho mình chết à? Cho mình chết đi. Cho xuống đầu voi đi. Nó không cho mình chết các bạn ạ. Trời ơi, nó không cho tôi chết. Tôi phải tìm cách để tôi tự chết vậy. Ô hay. Ngoài đây có bay ra đây không nhỉ? Phá cái này à? Đây. Rất xin lỗi mọi người nhé. Nhưng mà đây là cách tốt nhất để mình chết. Buồn quá. Rồi, bây giờ 12. Chắc là phải có một cách nào chết mới nhỉ. Rồi, cùng kiếp ở đây. Bắn cái gì đây? Bắn cái gì đây? Mình xem có gì bắn không đã. Không có gì bắn à? Vậy phải tìm cách nào để chết rồi nhỉ?
có chị dạy ở đây, phải xem chị dạy thôi. Nó kêu bắn bắn vào mình bằng cái này. What the fuck, bắn như nào ta? À hiểu rồi, đấy. À rồi, chạy một tí cho nó mất mất thịt gà đó. Nó kêu là phải tự bắn vào người mình đấy, nó phải thích là dễ đâu, chạy một tí cho nó mất mất cái cục thịt đó, chạy mãi mất thịt này. Mình này để cho độ gì này, khó mà. Mất thịt, chạy hoài không mất thịt vậy, nhảy nữa nào. Trời ơi, sao mình no vậy? What, sao mình no này? Chết này. Ok kìa. Chết này. Ok kìa. Chết này. Chết này. Chết này. Khó ghê luôn. Ok kìa. Ê nó gắm trên kia rồi. Chết nè. Chết nè. Khó ghê. Các bạn đừng có nói là tại sao mình rốt vậy, bởi vì thực sự là cái thời gian ngắn ấy, với cả mình chưa có xem ai chơi qua cho nên là mình cũng kiểu như tư duy nó thấp kém ấy. Mọi người đừng có chấp với những người tư duy thấp kém như mình nha. Mình không có thích xem ai chơi trước cho nên là mình không biết đã qua ai chơi chưa. Đói à? Đói rồi, chuẩn mỡ đói rồi. Đấy thôi cái đói. Vì thế mà nếu mà mình mà không 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 thực sự là pro ấy, thì các bạn đừng có gọi là nói mình này nọ. Ok. Rồi chạy đi, đói rồi. Đói mợ rồi. Đói quá, đói quá. Nếu mà bạn nào mà thích coi mình coi facecam thì các bạn phải like nhiều lên, hiểu không? Bạn nó thích xem mình chơi facecam thì bạn phải like nhiều lên. Thì mình gọi là có động lực hả? Động lực để làm những clip, cần nhíp tiếp theo. Đói rồi. Có cả thuốc gây đói nữa. Từ lúc chơi Minecraft rồi mình chưa 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 thấy cái thuốc gây đói. Không biết là các bạn nào thấy chưa. Mình thì chưa thấy cái thuốc gây đói bao giờ. Không biết là có không, không biết là trong Minecraft thường có không, hay là cái này nó chế ra nhỉ. Chết đói quá rồi, sắp chết nơi rồi. Đây thử xem chỉ nào nhá. Thì đấy, độ khó này rất là khó đấy. Ăn cái, uống cái thuốc gây đói vào và mày sẽ chết đói. Như không, vãi nồi. Bây giờ mình cứ đứng ngồi chờ cho chết đói. Ở trong cái đấy mình có thể lắc lư đấy. Hoặc là mình có thể như này. Rồi mình còn 3 chai nữa, mình không cần sử dụng luôn. Uống quá liều là nhanh chết đấy, mình phải chết đúng kiểu đúng cách, hiểu không? Chết từ từ, không được chết quá vội vàng. Nếu chết quá vội vàng nó sẽ trở thành nhàm chán, hiểu không? Mình phải chết nó từ từ, chết nó phải đúng quy cách quy củ. Đấy là phải vừa chạy vừa nhảy nhảy này. Sao mấy màn đầu mình thấy khó, mấy lần sau này chỉ việc ngồi uống cái này là chết dễ thế. Đó rồi, xong rồi đấy, xong rồi đó. Tèo, ok, đã tèo. Ender Pearl 14 là Ender Pearl. Cái gì đấy? Sao nhiều ngọc Ender này? Mấy là điểm gì nhỉ? À hiểu rồi, dễ mà. Ném đầu chết lên đấy. Rồi xong. Dễ. 15 là thuốc độc. Rồi hiểu luôn. Cái gì đấy? Cho cái wick làm đéo ở nhầm cho cái nón làm gì đấy? What the fuck? Uống một chai là hiểu cuộc đời đấy. Làm thêm chai nữa luôn. Nhờn. Uống luôn. Một khi đã muốn chết thì cứ chết luôn. Nốc chơi nhiều quá chết luôn. Sufocate. Này là gì đó? Cát đỏ và cát. Cái này mình không biết công dụng rồi nha. Xem công dụng là gì. Cái gì? Nó kêu là để ghét hai cái này vào. Để nó vào. Để nó vào ở dưới rồi. Nó kêu là gì ta? Ấn cái này, hai cái này. À hiểu rồi. Trời ạ. Nó kêu là đứng vào tường này. Đấy. Cái này thực sự mình điếu biết. Mình cứ ghi bừa. Mình cứ nghĩ bừa à. Mình nghĩ là chắc là đúng rồi. Đấy. Thứ nhất. Sau đấy là nhỉ. Mình phải có chỗ đứng ấy nhỉ. Đây là rồi. Đấy. Sau đấy mình ra nhanh ấy nhỉ. Phải tìm cách nào để không bị đẩy ra. Có chỗ nào mà không bị đẩy ra không ta? Chỗ nào mà ghét này vào mà không bị đẩy ra nhỉ?
Phải để nhanh cơ sau á. Đây đây để nhanh nhá. Đấy. Nhưng mà vậy bao giờ mới chết? Trời ơi. Nó cho như này thì bao giờ mới chết nhỉ? Đấy, mất có một giọt thôi. Chết như vậy rất là lâu. Đấy. Ít ra cũng biết cách để chết rồi. Đó. Hay có cách nào chết khác không? Nhưng mà tạm thời cứ nghĩ đây là cái chết đó nha. Nói chung là như vậy là nó sẽ khiến mình chết. Nhưng mà rất mất thời gian, hiểu không? Mấy bạn hiểu không? Vì thế cách này là nhanh nhất. Mình chỉ cần làm đúng cách thôi là mình có thể chết trong cái này rồi. 17 là làm cái gì đây? What to do? Holy shit. Một cái chết cực kỳ nhem xít. Rồi đừng ấn what to do, chết luôn đấy. Cái gì đây? Đây có rất nhiều thứ à. Rồi như nó bắt mình phải làm điều chế thuốc độc với sao á. Tôi em có biết điều chế thuốc độc đâu cơ chứ. Nhưng mà theo theo như cái kinh nghiệm của mình á thì điều chế thuốc độc chắc nó không khó đâu nhỉ. Mắt nhện này cứ gì độc nhất là vứt vào thôi. À quên, không có nước thì sao mà điều chế ta? The fuck. Điều chế này như nào? Nó không cho nước mà điều chế gì? Cho thuốc súng mà được. Ủa nó không cho mấy cái này vào, nó không cho. Nó không cho mấy cái kia vào sao điều chế, nó không cho nước sao điều chế nhỉ? Đấy, uống là gì nè? Làm một cái thuốc độc và sau đó uống nó nhưng mà nó không cho. Nó không cho nước thì sao mà làm thuốc độc nhỉ? Các bạn nhìn nhá, phải có nước thì mới làm thuốc độc đúng không? Lỗi mà ở. Nha, cái này lỗi rồi, bạn nào biết cách nào chết được ở cái đây thì có thể nói mình lỗi mà rồi. Điếu chơi. Lỗi rồi. Cái lỗi rồi. Lỗi rồi. Ok. Nãy giờ mình bỏ mấy phần rồi, 19 là nhìn xung quanh, nhìn lên. À. Hello mày. Trên đây có gì? Lốp úp nữa. Ê, ê, ê đấy, chuẩn mỡ rồi, phải ấn vào đây. Cho em chết. Cuối cùng là chưa chết luôn. Ê, cái gì á? Âm thanh gì á? Vai, sao giờ toàn TNT này. À, lợn gì? Lợn, what the fuck? Lợn, lợn gì nhỉ? À, sinh ra lợn nào. Rồi sao nữa nhỉ? Xem what to do ở đâu. What to do ở đâu? Nó không chỉ what to do à? Lợn rồi cưỡi lợn này. Đây, ra kia xem có what to do ở nào. Cái này, ra, nó có lợn. Getting to the turn on the acid. Thế điếu nào đi ra acid được nhỉ? Đầu tiên mình sẽ phải cưỡi con ngựa. Đấy. Đây. Cà xít, cà rốt xin que. Đường nào ra đấy? Acid là đường nào? Ui, con lợn đi qua đây luôn à? Không đọc được cái này. À, đi ở đây à? Đi như nào? Ơ. À, đây có đường đi này. Trời ơi, vãi. Nguyên đàn lợn đi theo mình luôn. À, cái chết là chết chết vì con lợn. Đồ con lợn ngu, mày hại người. Ok. Nhảy phát là chết luôn đấy. Ra vào zoom, nhảy lên. Chắc chỉ có chỗ này. Yên cưỡi làm what the fuck ấy. Làm sao để nhảy lên đây được nhỉ? What to do à? À, mặc cái này vào à? Cầm này à? Ok, cầm này vào, vào. Cái này có khả năng mà gọi là nhảy lên mà. Nó kêu get to the. Nó kêu là cái gì nhỉ? Nó kêu là này, lấy lấy một con ngựa và muối. Và con ngựa sẽ đủ năng lượng để nhảy lên cái lava.
the fuck? Ngựa đâu? Đùa bố à? À đây, ngựa đây. Trời, ngựa vào yên cưỡi. Đấy. Và sao tự nhiên thấy đâu con ngựa? Có. Mày ngu chưa ngựa? Chết cùng ngựa luôn. Chắc có gì rơi không đấy? Cái gì, một có vài gì thứ đang chờ đợi ở đâu đó gì? Nó gì vậy? Một vài thứ đang chờ để xuống dưới đây. Cái gì sky á? Có gì đang cái gì à? cái gì đang rơi xuống từ trên sky? Trời ơi, sky ơi. À, cái này chết này, hiểu rồi. Cặc tút everywhere, nghĩa là chúng ta sẽ chết bởi xương rồng. Cặc tút. Xương rồng là cặc tút. Ok, dễ. Càng về sau mình thấy nó càng dễ. Không hiểu lý do tại sao nhưng mà càng về sau nó càng dễ. Cái cặc tút này là dễ nhanh, dễ chết nhất. Cặc tút là xương rồng anh em. Auto kill, tự động chết. Đầu phòng càng về sau càng xàm, nó chỉ đầu tư mấy cái đầu tiên nhà âm nhạc chết chóc. Đeo Lee Music. À, mày có thể mẹ chơi một bản nhạc cho tao. Rồi. Một nốt, chết trong một nốt nhạc. Cool Stage. Rồi bây giờ lạnh lẽo quá. Rồi lạnh lẽo. Ôi. Mày có thể sưởi ấm tao. Ở đấy rất là lạnh lẽo. Rồi hiểu luôn đấy. Cách tốt nhất là để sống là vào đây. Vào đây chết cho nhanh à. Không biết có phải từ từ ta xem cái này đã. Đây về đây, cái chết là đúng rồi. Mày có thể sưởi ấm tao ở đây rất là lạnh. Vào đây chết mỡ cho nhanh. Level 28 là chó tấn công. Chó đâu? Chắc chắn là phải có chó ở đâu đấy. Cái này có spam chó không? Ấy. Chó sói tấn công. Quốc là chó sói đúng không? Dog mới là chó. Bây giờ có cách cực kỳ hay để có thể cho chó nó giết mình trong một đứa nhạc là vài một con. Đó rồi, xác mỡ định luôn. Nó sâu xé tôi. Rồi đấy. Màn 29 là copy vẫn 28. What the fuck? À đây là lợn địa ngục. Trời ơi, càng về sau càng dễ hơn anh em ạ. Mấy phần đầu nó còn hắc não tí. Về sau rồi dễ quá. Về sau càng về sau càng dễ. Có một cơn bão thì bắt kêu. Ui. Cái gì đấy? What the fuck? À cái này sấm sét chết người. Cái gì là bão thì chết. Ok, mình đã hoàn thành xong cái series này. Và nếu các bạn thích cái series này thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau của Minecraft. Và những series khác, cái series này chỉ có một tập thôi bởi vì hết mỡ ở đâu. Bye bye.